Sao ông đạo sĩ lại nói về chuyện sinh tử ha? Hay là có điềm gì? Nếu thật là nó xảy ra thì chúng ta lo trước có ích gì? Còn nếu nó không xảy ra thì chúng ta lo thừa rồi. Cha coi, con tự tay bắt được đó. Anh hai chỉ con bắt. Em còn nhỏ như vậy mà để nó lội ruộng bắt cá một mình à? Lỡ có chuyện gì thì sao? Cha đừng mắng anh hai con mà. Anh không cho, nhưng con đòi xuống bắt đó. Cha ơi, đừng mắng anh mà. Cha chỉ lo cho hai đứa con thôi. Chơi dưới nước ruộng sâu như vậy mà không có người lớn đi kèm thì nguy hiểm lắm. Mau xin lỗi cha, rồi đi tắm rửa đi. Con xin lỗi cha. Lần sau, con sẽ cẩn thận hơn với em. Con xin lỗi cha. Mình à, mình không nên ám ảnh lời của ông đạo sĩ quá, làm mấy đứa nhỏ nó sợ. Anh hai, ăn mía thôi. Đưa đây cho anh. Em đó, hơi chút xíu là lèo nhèo à, đòi đủ thứ luôn. Lần sau mà còn vậy nữa, anh không dẫn em đi chơi với tụi bạn của anh đâu. Biết rồi.